Chào các anh đến với video số 115 của kênh Đồ Câu Togo Japan nhé. Hôm nay em vẫn lên cho mình một lô máy đứng nha. Cần thì em sẽ có cần 2 khúc và 3 khúc luôn nha. Cần câu lua và câu ngâm luôn nha mấy anh. Rồi em lên máy trước nha mấy anh. Con máy mã số 1 và em có một con máy hàng Korea xuất Nhật nha. Đây này. Con này thì xây thực tầm khoảng 2.000 nhé. Còn cước số 2 là được 150m, cước số 3 là 100m nhé. Full carbon kháng mặn tốt cho mình luôn ạ. Mô pin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn luôn này. Con này có ratio là 4.7 ạ. Đấy. Đến từ hãng Diamond Stacco nha. Đây. Phần gạt mượt mà cho mình luôn ha. Con lăn sáng đổi tay quay trái phải đều được nha. Về ngoại hình con này còn tầm khoảng là 80% nha. Có một vài vết xước theo thời gian nha. Đấy. Cũng không ảnh hưởng tới hoạt động của máy đâu ạ. Máy hoạt động ok này. Chốt chặn đảm chiều ạ. Con máy mã số 1 hoạt động tốt. Em bán với giá là 220k nha. Hàng Korea xuất Nhật ạ. Full carbon kháng mặn tốt cho mình ha. 220k. Đến với con máy mã số 2 là một con máy đến từ hãng Shimano Holiday Beans. 1.000 xây thực là 1.000 ạ. Vào cước 1.5 là được 130m, cước số 2 100m nha, cước số 3 là 65m ạ. Xây thực tầm khoảng 1.000 luôn. Máy chạy với bạc đạn đa số hãng Shimano thì máy chất lượng nha mấy anh. Hoạt động rất là khỏe cho mình luôn nha. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Gần gạt một mà, con lăn sáng trưng luôn. Đổi tay quay trái phải đều được. Con này là hàng Singapore xuất Nhật ạ. Hoạt động máy đây. Máy hoạt động rất là ok cho mình nè. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ hết nha. Tay quay dạng kim loại nha. Độ mới con này còn cao ha. Đấy, còn tầm khoảng 90% ạ. Rất là ok. Con máy mã số 2 em bán với giá là 330k thôi ạ. Mã số 2 330k. Mã số 3. Mã số 3 thì em có một con máy đến từ hãng Shimano Navi 2000, xây thực là 2000 luôn nhé. Bầu cước số 2 là được 150m, cước số 3 100m và cước số 4 là 70m ạ. Cõi là hợp kim, thân là carbon cho mình luôn. Con này máy chạy với 3 bạc đạn nha mấy anh. Mô pin sóng này, tiếng kêu lưỡi gà còn kêu nhẹ nhé. Cần gạt mượt mà này, con lăn sáng đổi tay quay trái phải đều được. Con này hàng nội địa Nhật luôn nha mấy anh, rất tốt. Tay quay là dạng cầm cán gỗ cho mình luôn nè, rất là đẹp ha. Chốt chặn đảo chiều ạ. Máy hoạt động ok. Con máy mã số 3 em bán với giá là 350k. Mã số 3 350k nhé. Cái con máy mã số 4 ạ. Mã số 4 thì em có một con máy đến từ hãng Đai Hoa nha. Cầu cước 1.5 là được 130m, cước số 2 là 100m nha. Và cước số 3 là 85m, là xây thực là tầm khoảng 1.000 cho tới 1.500 nha. Máy chạy với bạc đạn cho mình luôn. Một con máy Gigon S ạ. Mô pin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn luôn nhé. Cần gạt mượt mà cho mình nè. Con lăn sáng luôn ha. Đổi tay quay trái phải đều được. Hàng Thái Lan xuất Nhật nha mấy anh. Máy hoạt động ok này. Chốt chặn này. Đảo chiều. Con máy mã số 2, mã số 4 mà em bán với giá là 300k nha. Mã số 4 300k. 300k cho con máy mã số 4 này. Mã số 5 thì em có một con máy đến từ hãng Daiwa nha, Gigon S ạ. Con này vào cước số 2 là được 150m, cước số 3 100m và cước số 4 là 70m nhé. Con máy full carbon ạ. Mô pin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn, cần gạt mượt mà luôn. Con lăn sáng đổi tay quay trái phải đều được. Hoạt động máy đây. Máy hoạt động rất là ok nhé. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ hết cho mình nha. Máy chạy với bạc đạn luôn nha mấy anh. Rất là ok. Con máy mã số 5. Một con máy hàng Thái Lan xuất Nhật ạ. Em bán với giá là 350k nha. Máy chạy êm mượt không sầu lắp cho mình luôn. Mã số 6 ạ. Mã số 6 thì em có một con máy đến từ hãng Suzumi. Cõi là hợp kim, thân là carbon. Cái cõi rất là dày nha. Còn cước số 2 là được 170m nè, cước số 3 120 và cước số 4 là 90m, xây thực là 2.000 nha. Mô pin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nha mấy anh. Ratio là 4.9 nha, ratio cao. Cần gạt mượt mà, con thằng xứ đây, kháng mặn cho mình luôn nha. Hàng Korea xuất Nhật ạ. Tay cầm là dạng cán gỗ rất là ok nha. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ hết cho mình luôn nha. Máy chạy rất êm ạ. Con máy mã số 6 em bán với giá là 280k. Mã số 6 280k nha. Mã số 7 ạ. Mã số 7 là một con máy đến từ hãng Daiwa Gigon S 2.500 ạ. Xây thực thì là tầm khoảng 3.000 nha. Bầu cước số 2 là được 200m, cước số 3 150m nha. Đấy. Cối là hợp kim, thân là carbon cho mình luôn nha. Mô pin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Còn gạt mượt mà này. Con lăn sáng đổi tay quay trái phải đều được. Con này hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Hàng nội địa Nhật ạ, rất là ok nha. Đảo chiều. Chốt chặn ạ.
thắng ABS cho mình luôn nha mấy anh. Đây này, rất là ok ha. Con máy mã số 7 hàng nội địa Nhật em bán với giá là 339k thôi ạ. 339k cho con máy này nha, hoạt động rất là tốt, cối hợp kim tải khỏe cho mình luôn. Mã số 8 em có một con máy tên là Huijiao nha, xây thực là 5000 ạ. Đấy, ratio là 5.2 nha. Con này ngâm lăn xê lui gì cũng được hết luôn nha mấy anh. Đấy, câu đơn câu ISO đều cũng được ạ. Cối là hợp kim, thân là carbon ạ. Vào cước 0.28 là được 185m, 0.33 là được 165 nha. 0.38 là được 145m ạ. Cần gạt mượt mà cho mình luôn. Con lăn sáng trưng ha, đổi tay quay trái phải đều được, hoạt động máy luôn. Thiết kế tay quay rất là đẹp luôn nha mấy anh. Đấy, chốt chặn thắng ABS cho mình luôn nha. Máy chạy với bạc đạn luôn ạ. Đảo chiều, máy chạy tới cỡ này mà con này tải khỏe nha. Con máy mã số 8 em bán với giá là 370k thôi ạ. Ngoại hình đẹp, chất lượng hoạt động tốt nha. Đấy, 370k. Mã số 9 ạ. Mã số 9 thì em có một con máy thiết kế tay quay độc lạ đây ạ. Đó, con máy này có tên là TB4000L, xây thực là 4000 nha mấy anh. Máy chạy với rất là nhiều bạc đạn nha. Đây này, đó, N cộng 1 nha mấy anh. Vào cước 0.2 là được 240m, 0.25 là được 200m nha, 0.37 là được 100m ạ. Mô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà con ạ. Cần gạt mượt mà, con lăn sáng luôn nha. Đổi tay quay trái phải đều được, hoạt động máy đây ạ. Máy chạy rất là êm mượt cho mình luôn nha. Rất là ok, thẳng ABS cho mình luôn nè. Con máy mã số 9 ạ. Em bán với giá là 550k cho con máy này nha mấy anh. Đó, rất là ok, con máy này đẹp nha, ngoại hình rất là đẹp ạ. Mã số 9 550k. Mã số 10 em có một con máy là xây 5000 nha. Đây, con này là hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh. Cái phôi carbon của nó rất là ok, kháng mặn tốt cho mình, cối là cối nhựa nha. Vào cước số 4 là được 200m ạ, cước số 550 và cước số 6 là 120 nhá. Ratio là 4.5 ạ. Mô bin sóng, tiếng kêu lưỡi gà con ạ. Cần gạt mượt mà luôn, con lăn sáng, đổi tay quay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy đây ạ. Máy hoạt động rất là ok này. Rất là êm mượt luôn nha. Máy hôm nay con nào chạy cũng ổn áp ạ. Con máy mã số 10 em bán với giá là 250k, xây thực 5000 nha. 220k cho con máy này ạ. Mã số 10. Rồi em hết máy rồi, em qua cần nha mấy anh. Cây cần mã số 1 em gửi đến mấy anh là một cây cần lua này. Cây cần này thì nó hụt ngọn nha mấy anh, nó còn tầm khoảng là 1m7 nha. Nó là 1m8 nhưng mà mình hôm nay nó còn 1m7 thôi. Đấy, cây cần này nó có cái ngọn là 2.1 đi, trọng lượng là 107g nha. Phôi là phôi carbon sống cho mình luôn nè. Dàn khoen loại xứ nha, còn sáng trưng cho mình luôn ạ. Cây này nó có độ cứng là ML nha. Lua thì tầm khoảng là 3 phần 16 đến 1 phần 2 OZ nha. Tải cá từ 3 cho tới 6 kg rất là ok nha. Phôi là phôi carbon ha. Cây này cần này còn đẹp nha mấy anh. Do nó hơi bị hụt ngọn xíu thôi nha. Cái phôi nó còn rất là đẹp ạ. Sáng trưng luôn, tay cầm cán mút êm ái cho mình ạ. Độ cứng là ML nha. Cây cần đến từ hãng Romarin ạ. Cây cần mã số 1 em bán với giá là 250k thôi nha. 250k cho cây cần này ạ. Đấy, đến với cây cần mã số 2, em có một cây cần, cũng là một cây cần phôi nha mấy anh, tem vàng còn đầy đủ hết cho mình luôn ạ. Cây cần này nó có chiều dài là 1m8, độ cứng là L ạ. Đây là phôi carbon cho mình nhé. Tay cầm thì cán gỗ bần ạ. Trọng lượng của cây cần này là 104g nhé. Ngọn là 1.6 ly ạ. Đấy, ngọn 1.6 ly cho mình nha. Phôi là phôi carbon nè. Dàn khoen còn sáng trưng hết cho mình luôn nha. Khoen loại xứ này, bo tròn chống sóng dây và chống ngoài mòn dây cho mình luôn ha. Cây cần mã số 2, một cây cần lua chiều dài 1m8, độ cứng là L nha. Em bán với giá là 450k. Tay cầm cán gỗ bần cho mình luôn nha. Cái bát còn rất là đẹp ạ. Đến với cây cần mã số 3, một cây cần lua chiều dài 2m1, một cây cần Majestic đến từ hãng Shimano nha mấy anh. Đây, cái bát rất là đẹp ha. Tay cầm cũng cán gỗ bần cho mình luôn nha. Cây này độ mới cao, không lỗi lầm đâu ha. Đấy, phôi là phôi carbon sống cho mình luôn nha. Chiều dài là 2m1, độ cứng là MH nè. Tải mồi từ 10 cho tới 30g nha. Mình tải nhái thật luôn luôn cũng được ạ. Tải cá từ 5 cho tới 10kg rất là ok nha. Dàn khoen đây. Đó, cái khoen này rất là to, lua tốt nha. Ngọn của nó là 2 ly nha. Trọng lượng của cây cần này là 132g nha. Phôi là phôi carbon sống cho mình nha. Rất là ổn áp này. Độ mới cao, không lỗi lầm luôn ạ. Cây cần mã số 3 em bán với giá là 370k thôi ạ. Chiều dài là 2m1, 370k ạ.
Dạ, đến với cây cần mã số 4 mà em gửi đến mấy anh là một cây cần con 5, con đua, lăng xê đều được nha. Cái phôi của cây cần này rất là đẹp nha. Dàn khoan lõi sứ phát quang cho mình luôn ha. Cái ngọn của nó là 3.4 ly nha. Trọng lượng là 224 gram. À. Cái cần này nó có chiều dài là 2m1 nha. Tải mồi từ 70 cho tới 100 gram nha. Rất là ok ạ. À. Một cây cần trophy ạ. À. Màu xanh và màu xám lon ôm re rất là đẹp nha mấy anh. Bát nha. Cái bát đây, bát rất là ok nha. Cây này cũng là độ mới cao luôn ạ. À. Cây này đẹp, đẹp ken luôn nha mấy anh. Đấy. Vàng khoen rất là đẹp ạ. À. Cái tay cầm cán mút êm ái cho mình luôn nè. Chiều dài là 2m1 nha. Để mình săn cá to rất là ok ha. Săn cá lớn này. Cây cần mã số 4 mà em bán với giá là 190k cho mình trải nghiệm thử nha mấy anh. 190k ạ. À. Giá còn đang sale nha mấy anh. Đấy. Đến với cây cần mã số 5 ạ. À. Mã số 5 thì em có một cây cần chiều dài là 2m7 nha. 2m70. 2m7 gần 2m8 ạ. À. 2m79 ạ. À. Đấy. Cây này nó có độ cứng là ML nha mấy anh, đến từ hãng Đa Hoa nha. Đây này. Nãy em đọc lộn chiều dài nha mấy anh. Cây này là 2m49 nha. Hôm nay tính bảng của Dương sai nha mấy anh. Đấy. Cây này có chiều dài là 2m49 nha. Có ghi này mà còn đọc sai nữa. Trọng lượng của cây cần này là 126g nha. Ngọn của nó là 1.5 ly ạ. À. Tay cầm cán mút nha. Phôi là phôi carbon sẵn cho mình nè. Đến từ hãng Đa Hoa nha mấy anh. Cây này nó có thông số đầy đủ trên cần luôn ha. Đấy. Nó tải mồi từ 5 cho tới 21g nha. Tải cá từ 3 cho tới 6kg nè. Đó, sử dụng dây PE nè. Từ dây 0.6 tới dây 0 tới dây số 1 vẫn ok. Cây này là hàng nội địa, hàng Việt Nam xuất Nhật nha mấy anh. Hàng Việt Nam xuất Nhật ạ. À, tem vàng còn đầy đủ hết cho mình luôn nha. Cái phôi còn rất là đẹp ạ. À. Đây này, vàng khoen lõi sứ nè. Sáng trưng cho mình hết luôn nha. Ngọn là 1.5 ly ạ. À. Còn mã số 5 em bán cái giá là 1350 nha mấy anh, 1350 ạ. À. Mã số 6 ạ, à. Mã số 6 thì em có một cây Lumina Ultra nhá, hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh. Cây này nó có chiều dài là 2m7 ạ. À. Đấy. 2m7 nha. Độ cứng là MH này. À, tải mồi từ 60 cho tới 120g nha. Sử dụng dây từ dây số 3, dây số 2 tới dây số 5 vẫn ok nha. Độ cứng là MH nha. Phôi là phôi carbon cho mình luôn nè. Đấy, 2m7, độ cứng MH. Tay cầm cán mút nè. Phôi là phôi carbon sóng ít 2 da cho mình nha. Bát là bát Fuji nè. Còn vàng khoen là vàng khoen Fuji Gold nha mấy anh. Fuji Gold nha. Đấy, rất là đẹp ạ. À. Fuji Gold cho mình đẹp, đẹp từng cái khoen luôn nha mấy anh. Cây này là lua săn hàng cá nha mấy anh. Đấy, ngọn của nó là 2.2 ly cho mình luôn nè. Trọng lượng là 153g ạ. À. Đấy, 153g nha. Ngọn là 2.2 ly ạ. À. Cái phôi này rất là ok, cứng cáp cho mình luôn nha mấy anh. Cầm rất là chắc tay, rất là đã tay ạ. À. Bát là bát Fuji, vàng khoen Fuji Gold ạ. À. Cây cần mã số 6 em bán với giá là 1.250k cho cây cần này nhé. 1.250k ạ. Đến với cây cần mã số 7 ạ. Mã số 7 em có một cây cần Toro chiều dài là 2m4 nha. Con ngâm lăng xê cho mình ha. Đấy. À, trọng lượng của nó là 193g nha. Ngọn là 3.3 ly ạ. Đấy. Màu xanh ngọc ha, rất là đẹp nè. Thiết kế vàng khoen chịu lực tốt nha. Cây này nó có độ cứng là 50 cho tới 80 nha mấy anh. Độ cứng 50-80 ạ. À. Đấy. Cái bát đây rất là đẹp này. Tay cầm cán mút êm ái cho mình luôn. Thiết kế góc nó có một cái khoen để mà gắn dây bảo hộ này. Một cây cần mã số 7 ạ. À. Mã số 7 em bán với giá là 280k cho cây cần này nhá. Chiều dài là 2m4 ạ. À. Độ cứng là 50 cho tới 80 nha. 280k mã số 7. Mã số 8 thì em có một cây cần cũng chiều dài là 2m4 luôn, chiên ngâm đây mấy anh ơi. Phôi là phôi carbon này, sẵn cho mình luôn ha. Thiết kế vàng khoen chịu lực tốt loại sứ, bát đây này. Cây này cái màu phôi rất là đẹp nha. Màu đen sáng trưng cho mình luôn ha. Cây này nó có độ cứng là 60 cho tới 100 nha. Sử dụng dây PE từ dây số 3 tới dây số 6 vẫn ok ạ. À. Tải mồi vô tư ha. Đấy. Ngọn của nó là 3.6 ly nha, trọng lượng là 203g nha mấy anh. Đây.
thiết kế giàn khoan rất là ok nè, giàn khoan ba chân này. Màu form quá đẹp ạ, à. Một cây window raven nha. Cây cần mã số 8 em bán với giá là 390k, 390k cho cây cần này nhé. Chiều dài là 2m4, mã số 8. Mã số 9 em gửi đến mấy anh một cây Wonder Potion này. Đó. Cây cần này thì nó có trọng lượng là 266g nha, ngọn là 2.2 ly nè. Cái bát đây ạ. À. Chiều dài của cây cần này là 2m1, độ cứng là 30 nha, đến từ hãng chính hãng Ryobi ạ. À. Đấy, giàn khoen này, loại sứ xám bo tròn chống sắn dây và chống mài mòn dây nha. Ngọn của nó là 2.2 ly ạ. À. Cây cần này cầm rất là chắc tay ạ. À. Đến từ hãng Ryobi ha, độ cứng 30 nè, thích hợp câu ngâm này, đăng C. Đấy. Chiều dài là 2m1 ạ. À. Tổng thể cây cần đây, tem vàng còn đầy đủ hết cho mình, tay cầm cán mút nha. Bát là bát Fuji luôn, khoen Fuji loại sứ xám cho mình ha. Cây cần mã số 46, mã số 9 ạ. À. Mã số 9 em bán với giá là 690k nha. Foil là foil carbon cho mình luôn nha mấy anh. 690k cho cây cần này ạ. À. Chiều dài 2m1, độ cứng 30. Đến với cây cần mã số 10 ạ, à, em có một cây cần foil carbon 67 cá cho mình đây nè. Chiều dài là 3m nha, một cây cần 3 khúc ạ. À. Đấy, cứng là 30, cũng đến từ hãng Ryobi luôn nha. Bát là bát Fuji ạ, à. Giàn khoen Fuji loại sứ xám cho mình luôn ha. Cây này cũng đẹp lắm luôn ạ, à. Đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn nha. Cây này còn đẹp lắm ạ. À. Trọng lượng của cây cần là 212g nha, ngọn là 1.6 ly ạ. À. Tem vàng còn đầy đủ hết cho mình luôn nhé. Đấy, quá là đẹp luôn ạ. À. Ngọn đây, ngọn 1.6 ly, vàng khoen còn đẹp hết nha, sáng trưng hết cho mình luôn ạ. À. Khoen Fuji loại sứ xám cho mình này. Đấy, bát là bát Fuji luôn nha. Cây này quá đẹp ạ. À. Cây cần mã số 10, chiều dài 3m nha, 3 khúc 3m, độ cứng 30, chính hãng Ryobi. Em bán với giá là 730k cho cây cần này nhé, 730k cho cây cần này ạ. À. Cây cần quá đẹp ạ. À. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. À. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ số điện thoại em ghi trên màn hình nha, hoặc là Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. À. Hẹn các anh ở video tiếp theo. Chào các anh.